Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là kết quả của câu lạc bộ Phố Hiến tại giải bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng 2020. Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2020, từ ngày 8 đến ngày 16 tháng Giêng, câu lạc bộ Phố Hiến tham dự giải bóng đá giao hữu Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng 2020 cùng với 4 đội bóng khác là chủ nhà câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Long An. Đây là những đội bóng mạnh có tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch tại giải hạng nhất quốc gia năm nay. Kết quả, câu lạc bộ Phố Hiến thắng câu lạc bộ Tây Ninh 4-1, hòa câu lạc bộ Bình Phước 1-1. Để thua câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu 0-3. Với tính chất của giải đấu giao hữu, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã thử nghiệm nhiều cầu thủ mới nhằm ổn định bộ khung đội hình. Ngày 3 tháng 2, câu lạc bộ Phố Hiến sẽ hội quân tập luyện tại BVF để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ cúp quốc gia gặp câu lạc bộ Thanh Hóa vào ngày 9 tháng 2. Với niềm say mê bộ môn cầu lông, cô giáo Phan Thị Hồng trú tại thôn Trung, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu đã liên tục giành được gần 50 huy chương các loại ở bộ môn cầu lông sau 9 năm gắn bó và theo đuổi. Sinh năm 1983, chị Phan Thị Hồng hiện đang là giáo viên dạy văn trường Trung học cơ sở xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu. Đứng trên bục giảng với những tiết dạy truyền cảm hứng cho học sinh, thì khi đứng trên sân cầu, chị Hồng lại cháy hết mình với đam mê là cầu thủ, sôi nổi, quyết liệt và truyền lửa cho mọi người. Năm 2011, chị Hồng bắt đầu chơi cầu lông. Ban đầu chỉ dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, nhưng càng tập luyện thì chị càng phát hiện ra năng khiếu cũng như sở thích của mình và được mời đi thi đấu. Riêng huy chương vàng, chị đã giành được gần 20 chiếc tại các giải đấu cấp huyện và tỉnh. Không chỉ dừng lại ở niềm say mê cá nhân, chị Hồng còn động viên chồng và con trai cùng tham gia chơi cầu lông. Với mục đích phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, vừa qua, khu phố Vân An, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào đã kêu gọi nhân dân xã hội hóa xây dựng sân bóng đá. Từ nguồn kinh phí hơn 200 triệu đồng, sân bóng đã được đổ cát nền với tổng diện tích trên 3.000 m2. Đồng thời, khu phố cũng lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng, phục vụ nhu cầu luyện tập của thanh thiếu nhi. Từ khi có sân bóng, khu phố đã thành lập được 2 câu lạc bộ bóng đá ở 2 nhóm lứa tuổi, thanh niên và thiếu nhi. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em và thành lập được đội hình tham gia vào giải bóng chào mừng năm mới và ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, những môn thể thao cổ truyền là một phần không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống, đặc biệt là vào dịp đầu xuân. Không những giúp người chơi vui khỏe, mà những môn thể thao cổ truyền cũng phần nào thể hiện nét văn hóa của từng địa phương. Là mảnh đất văn hiến lâu đời, Hưng Yên còn bảo lưu được nhiều trò chơi dân gian, những môn thể thao cổ truyền đặc sắc, tiêu biểu như hội vật truyền thống ở làng Công Luận 1, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, diễn ra vào ngày 4, 5 Tết. Ngoài ra, còn có xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ cũng duy trì được môn vật cổ truyền này, góp phần bảo tồn môn võ cổ truyền và tạo sân chơi lành mạnh cho các thanh niên ở địa phương. Hay như hội đu được tổ chức đầu xuân ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, đã thu hút được đông đảo, già trẻ, gái trai trong thôn, gia đình làng chơi đu dịp đầu xuân mới. Năm nào cháu cũng ra đình để đu ạ. Đình năm nào cũng bác đu, cháu đu xong cháu thấy người rất khỏe và rất là thích thú ạ. Ngoài ra, còn một số môn thể thao cổ truyền phổ biến như kéo co, nhảy ba bố, đua thuyền, bơi lội, vân vân. Các môn thể thao này mang tính giải trí, rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo và dẻo dai, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho phần hội của lễ hội. Tôi cũng là tham gia trong một số trò chơi, nhưng vừa rồi tôi chơi bắt chạch trong chuông, tôi cũng thấy là mình tham gia, có thêm người tham gia thì có phần góp phần trò chơi cho nó vui hơn và cảm thấy như mình cũng rèn luyện thêm phần sức khỏe cho mình. Các môn thể thao cổ truyền không những khuyến khích rèn luyện sức khỏe người chơi mà còn nâng cao tinh thần cộng đồng, gắn kết mọi người. Chính bởi vậy mà việc tái hiện lại các môn thể thao cổ truyền trong dịp Tết sẽ góp phần tăng tính hấp dẫn của phần hội, tái hiện được đời sống, nét văn hóa riêng của từng địa phương. Trò chơi dân gian là rất quan trọng, quyết định cho cái vui của cái lễ hội đấy, bởi vì là cái đây là nó thu hút được coi mọi người đấy, cho những cái tiếng cười và các cháu, nhất là các cháu thiếu nhi rất là đông tập trung những cái buổi chiều như ngày hôm nay là chúng tôi là rất vui vẻ. Phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.